Bixi, nguyên nhân thương hiệu tồn tại 22 năm chính thức biến mất khỏi Việt Nam. Tập đoàn Central Retail Việt Nam thuộc tập đoàn Central Group Thái Lan mới đây cho biết, hệ thống siêu thị Bixi, một thành viên của tập đoàn, đang dần chuyển đổi với một diện mạo mới, kèm với đó là cải tiến không gian mua sắm, nâng cao chất lượng dịch vụ. Theo đó, từ ngày 1 tháng 3 năm 2021, ba siêu thị Bixi tại thành phố Hồ Chí Minh gồm Bixi An Phú, Bixi Thảo Điền và Bixi Âu Cơ chính thức khoác lên mình diện mạo mới với tên gọi Tops Market. Bốn siêu thị Bixi tại Hà Nội dự kiến vào quý 3 năm nay sẽ hoàn tất việc chuyển đổi, nâng cấp thành Tops Market. Như vậy, sau 22 năm gắn bó với người tiêu dùng Việt Nam, thương hiệu Bixi sẽ không còn hiện diện ở thị trường này nữa. Một số chuyên gia bán lẻ nhận định đây có thể được xem là động thái đổi tên thương hiệu theo lộ trình sau khi tập đoàn Central Group của Thái Lan mua lại hệ thống siêu thị Bixi Việt Nam. Với mục tiêu phục vụ khách hàng tốt hơn, hệ thống đại siêu thị Bixi tiến hành tái định vị thương hiệu thành đại siêu thị Go. Đại siêu thị Bixi và đại siêu thị Go đều thuộc tập đoàn Central Retail. Đại diện tập đoàn cho biết đại siêu thị Go là bước chuyển mình mạnh mẽ trên cơ sở kế thừa những thành công của hệ thống Bixi hơn 22 năm qua, với các cam kết đa dạng chủng loại sản phẩm hơn, không gian mua sắm hiện đại, thoải mái hơn với sự nâng cấp về chỗ đậu xe, chỗ ngồi nghỉ chân và các gian hàng tích hợp trong trung tâm thương mại. Cơ sở vật chất được nâng cấp đến từng chi tiết nhỏ như xe đẩy, giỏ hàng, túi sách và phong cách phục vụ chuyên nghiệp hơn, chất lượng dịch vụ tốt hơn. Điều đặc biệt là đại siêu thị vẫn đảm bảo tiêu chí giá luôn luôn thấp. Trước đó, tháng 4 năm 2016, tập đoàn Central Group công bố nhận chuyển nhượng hệ thống Bixi Việt Nam với tổng giá trị giao dịch lên tới 1,05 tỷ đô la Mỹ. Có nghĩa là kế hoạch đổi tên thực tế đã diễn ra chậm gần 5 năm so với tuyên bố của đại diện Central Group. Vào thời điểm tập đoàn này hoàn tất thương vụ mua thành công Bixi Việt Nam từ Casino Group hồi năm 2016, dù có quyền sử dụng tên này trong 10 năm nhưng nhà bán lẻ Thái vẫn muốn đổi tên ngay sau đó. Tuy nhiên, việc chuyển đổi không hề dễ dàng khi Bixi là thương hiệu khá quen thuộc và được nhiều người dùng Việt Nam tin tưởng thời gian dài. Không gian mua sắm ở các đại siêu thị được đánh giá hiện đại, thoải mái hơn với sự nâng cấp về chỗ đậu xe, chỗ ngồi nghỉ chân và các gian hàng tích hợp trong trung tâm thương mại. Với cam kết luôn đảm bảo tiêu chí giá luôn luôn thấp, bên cạnh việc chuyển đổi từ Bixi sang Go, trong năm qua Central Retail cho biết cũng đã đầu tư xây dựng mới các đại siêu thị Go tại các trung tâm thương mại Go ở Mỹ Tho, Bến Tre, Trà Vinh, Buôn Ma Thuột, Quảng Ngãi. Dự kiến trong năm 2021, một số đại siêu thị Bixi khác cũng sẽ được chuyển đổi sang tên mới theo kế hoạch.